Có ai ăn gỏi cuốn với Lý không nè? Mấy cái món mà cuốn cuốn như thế này là Lý thích ăn cực kỳ luôn ấy. Nghe cái tiếng ăn giòn rụp rụp nghe đã quá mọi người nhỉ. Món này vừa an toàn này, dễ làm mà lại rất là ngon nữa. Tự làm tại nhà thì chắc chắn là nó sẽ không có được đẹp giống như là ở ngoài tiệm, nhưng mà thật sự là nó vẫn rất là ngon, với lại nó an toàn nữa. Thì đầu tiên thì mình sẽ đi chợ để mua rau củ nhé. Thực sự là Lý rất là thích ăn rau củ nên là mình cũng hay nghĩ ra nhiều cách để mà mình có thể ăn rau củ mỗi ngày mỗi bữa mà không bị ngán ấy. Thì Lý sẽ luộc một ít bún đen để mà mình quấn với lại cái món này. Trong lúc đó thì Lý sẽ đi chuẩn bị rau củ nha. Thì cái này á, nhà mình có cái gì mọi người cứ cho vào, mọi người ăn được cái rau nào thì mình cho vào. Cái này mình ăn sống mà, những cái rau sống này hay là rau thơm gì đó là dễ ăn nhất thì mọi người có thể ăn những cái đó. Còn như Lý thì hôm nay thì mình có ớt chuông này, ớt chuông đỏ, ớt chuông vàng, rồi bắp cải tím. Thì những cái như thế này thì thấy cái màu sắc nó rất là bắt mắt, nhìn rất là đẹp luôn. Đối với cái bún sau khi luộc xong á thì Lý sẽ trộn một ít dầu ô liu vào để nó không có bị dính ấy. Rồi bây giờ thì mình đi quấn mọi người nha. Dễ lắm, cái này thì chắc chắn là ai cũng biết đúng không? Cái món này người Việt Nam của mình thì rất là thích ăn luôn. Cái quấn đầu tiên á, thì cũng chưa có kinh nghiệm lắm nên là quấn cũng hơi bị lỏng tay, cũng như là cái con tôm nó lại quay vào bên trong mất rồi. Thì những cái quấn sau Lý sẽ rút kinh nghiệm. Lý thấy á, là cái món này mình làm ăn vào buổi trưa, ăn vào buổi tối, ăn vào bữa phụ đều được hết á. Đặc biệt là mấy chị mà sợ bị tăng cân á nha. Thì các chị làm cái món này đi, ăn vài quấn giống như Lý làm đây thôi rất là no bụng mà người nó nhẹ nhàng cực kỳ luôn, bởi vì nó có nhiều rau quá mọi người. Còn là tôm thì hôm nay thì có tôm này mà nó là một cái lượng nhỏ thôi, nó giúp cho ngon miệng hơn nhưng lại không có bị nặng bụng quá. Càng ngày á, thì mình càng thấm nhuần được cái câu nói đó là bệnh từ miệng mà vào. Vậy nên thực sự á, mọi người kiểm soát được cái miệng của mình á, nó là một cái thành công rất là lớn đấy. Kiểm soát cả lời nói và kiểm soát cả những cái gì mà mình ăn vào bên trong cơ thể của mình nhé. Vậy là xong món ăn hôm nay rồi, trời ơi, ngồi xem lại video mà vẫn còn thấy thèm đấy mọi người. Mọi người làm ăn ngay luôn nha.